đâu nấu ăn kém đi. Mẹ nhìn coi ba có bị cắt cái đầu tại cao quá. Cắt cái đầu ba được không? Hơi cắt một chút à, hơi cắt trên cái chóp một chút. Vậy đâu được. Để lục quá sao ăn? Được. Ăn bên ngồi nãy cũng được, nhìn cũng tự nhiên không có sao chơi. Hả? Ngồi như nãy cũng được, không có sao. Có bị cắt cái đầu không? Hơi cắt một chút nhưng mà nhìn được, nhìn trong cái khuôn hình được chứ không có bị án cho. Cái khuôn vô bị ăn phụ. Coi chừng. Vậy không thấy bà nội? Thấy, rồi được rồi đó. Đi cốt vô đây nè con. Dạ, cơm cơm canh chua nè. Đi cơm canh chua nè con. Vô với ngồi với ông nội kìa. Ngồi với ngồi kìa. Hằng Đông, Hằng Đông bà nội mình cúp chua ra hái lá me đi, ông mới để lát ra hái hết. Chờ tay. Ở đây ta hay hái nha bà. Đây hái. Của mình. Nó lặt cho từ non tới già nó còn gì cộng nữa. Hai. Phương Anh đó. Ăn này không? Đó em trả ha. Không. Này nào ăn không? Còn mấy bịch cờ đem cỡ nào? Ừ, xin dưới hàng. Đó, hai ông ra đơn tiệc là lẹ lên nó mới vậy, con đi ra ngoài nắng, nó nắng nè. Thì bởi vậy con đang, con tha cái lâu nắng vô, con đang thầm. Bịch cái ấy, bịch cái cơ. Nè, hết nè. Ừ. Cắt vô vậy không hả? Ừ, cắt vô. Sao nó thích hốt đá ngoài nắng hả anh? Mới lạ nó muốn chơi. Nó là thanh hướng quá. Nó đâu có biết nghĩ là nắng hay là không nắng. Nó thích chơi mà nắng không. Nó ra ngoài giờ nó thấy da bóng của nó không muốn chơi. Đi đây con. Chiều con thì chiều chút nữa cho con tha hồ chơi. Ờ bà nội chồng của hành tốt cho em chờ ăn. Không có ai giỡn, không có giỡn. Lát sau mình rồng rồng chậu rồi không? Rồng chơi không có chậu kìa. Nó bò dữ không? Ở trên cái rừng hả? Ở trên ban công. Dưới đất tượng. Rồng cho nó bẻ cho nó trồng qua cái khung sắt mà lát bà ba. Bữa lùng á, bây giờ. Lên đỡ trồng con đấy. Bên gốc xe tự đổ cát, đổ đá luôn nè. À, xe tự đổ đá luôn nè. Cho ăn chua lại. Chua. Ba cháu. Được, được, được. Cà phê này dưới mình với Bến Tre nhiều. Không cho khác không quá ha. Nói anh ta ăn cá chịu không. Mà thật ra nó cùng họ chứ vậy. Nhắn mẹ cũng kêu cá chịu hồng ba mẹ quý. Không phải, cá chịu hồng nó cũng giống họ là. Ừ. Nhưng mà mình với Bến Tre ăn này nhiều nhất, chính như mình nuôi này nhiều nhất. Mà con thấy cá này cũng ngon mà. Nó ăn chim lại kêu á. Phút về phát mấy chim đói. Chim quỷ gì? Đâu có ngày nào cũng có ba con cu. Mấy con chim thẻ lại đây nó ăn ba cái lúa đổ rồi nè. Bữa chơi vô nhà. Quê mẹ lại. Mẹ, như vậy sao khám phá gì rồi? Nó chạy lăn xăng vậy chị vô trong trường cô giáo ngán giữ không được. Nè. Nếu mà người giữ được, giữ được. Họ chăm không có tâm. Họ giữ như kiểu học bộ biểu phải đi làm đâu phải ngồi im đó. Có thứ có lớp. Ngồi là ngồi, cứ ông gì làm đấy. Bà cô gái trắng qua thấy hỏi đuổi thứ. Bà có gặp không? Sự nghiệp nó gần xanh nữa. Chú Phong mà á. Cũng kể cho chú Phong nghe đó. Chú Tiến Phong nói phải rồi, cô giáo là gì em. Cô giáo phải cố gắng, mới có 3 ngày mà tự nhiên không chịu không được là sao. Còn mấy thịt mình khác, con chú không mà một chục trường mới gửi được. Dạ. Mới thật nói nó còn đỏ. Thật ra tụi con có phương pháp mà. Đó, bà cô gái trắng đã gửi trường quốc tế phương pháp in cho con thì đâu. Nhưng có điều là chỉ là thằng Ninh Cúc nó không có được có bạn thôi. Mà thật ra thì cái đó con nghĩ không quan trọng. Mình giáo dục nó có tâm hồn là nó tự nó khác, nó sẽ biết yêu thương. Con gạo hết, trả nó. Ừ? Đến còn gạo hết. Còn hai bao chà bá. Gạo hả? Giữ còn hai bao. Hai bao luôn. Hai bao là cổ chả, con tưởng không có. Bữa hổm hai cổ chó. Bắt được hai con chuột. Con như lùng. Không. Hai thằng không dám nào bắt, dám bắt. Không
chấm trứng nước ăn luôn. Lên bao lần tao lấy cây tao đập. Lần đầu tiên hai con trốn thoát, lần sau một con trốn thoát bắt được con. Thằng quỷ kẹt thì nó thấy con sâu nó la lại. Thằng lùng không sợ con sâu, thằng lùng nó sợ con chuột. Chạy mà còn cười. Khát nước quá mẹ, coi có nước gì uống. Có bên nước chanh nước dừa. Lấy nước ngọt rồi, chanh còn chanh ngọt rồi. Còn nước dừa, muốn uống dừa. Lấy cục. Rồi miếng trứng ra ngoài. Con ngồi đây con chơi xe đi. Ngồi đây chơi xe đi. Nha, mẹ bác nó tạo lên xe luôn, nó xe nó. Không có gì đâu. Có. Ai làm sao rồi? Dạ rồi. Ý. Bạn Nam Sơn đổ đá kìa. Chưa cái hồi nó vô máu. Vừa nè. Vô máu. Bên này uống đại để máu gì? Để chỗ bên mẹ. Kìa, lần cái đó nó bệnh nó vô máu cả đó. Mẹ có sao đâu. Còn không có nó đá hả? Có đá vô vô lấy cũng đá thôi. À, để con lấy cho ba. Thôi cô chừng hết đi. Ca của bệnh Nam đã thì sai dữ rồi. Vì chứ thằng Minh Cúc nó cũng chịu chơi với thằng Lùng mà. À, Minh Cúc nó chơi. Anh Kẹt nó không chơi. Anh Kẹt nó không chơi, Lùng nó chơi. Anh Lùng nghĩ chứ đúng rồi Minh Cúc được. Minh Cúc nó chịu ăn. Mẹ tạo được mẹ. Mẹ cạnh nên ghép vô hình.